Watch your name, got addicted to you, don't need more fear. Nụ cười đó cùng mái tóc từ làng mây sự cuốn hút ánh mắt em như ánh nắng đang lấp ló sau hàng cây. Em có bao nhiêu người thích, anh không cần biết. Số phone của em mới là điều mà anh đang cần biết. Em đã trải qua mấy cuộc tình, anh không quan tâm. Nếu mà không thể nằm trong số đó thì anh không cam tâm. Em ơi em đi đâu xa mà vội, anh cũng chỉ muốn được bên cạnh em mà thôi. Ngoài kia em cẩn thận, có bao nhiêu con sói đói. Còn anh chỉ muốn là người hùng cổ riêng em mà thôi. Anh không có gì nhiều ngoài xa tài lại những bản nhạc buồn. Và hứa mãi luôn yêu em bằng cả tấm lòng. Sẽ không để em phải chịu khổ vì anh biết rằng phận con gái thì hôn nhau ở tâm trọng. Em là ai trong giấc mộng ngàn? Tiên nữ dáng trần có phải không nàng? Tìm đâu ra cô gái thánh thiện còn trong sáng. Để được bên em vào biển lửa anh cũng không màng. Đắp em ngày mỗi đêm ngoài anh thì đâu ai. Mong rằng sau này tình mình sẽ lâu phai. Bằng lòng đi em anh sẽ mua cả lâu đài. Con đàn cháu đống hai đứa mình sống lâu dài. Chính là thằng xe đắp bài này cho em nghe chỉ ở đâu ra. Em không còn lo nếu như tình cảm có vơi đi trong nay mai. Cho dù có thì con tim này cũng sẽ làm cho nó đầy lại. Em mà có thể cho anh xin số, anh xin nữa sẽ không làm điều gì điên rồ. Không biết mình có thể đi ăn một tối, sẽ chỉ yêu mình em và nhất định cũng chỉ một thôi. Nếu như Xuân Quỳnh có thể phát hiện ra hướng anh bên cạnh hướng đông và tây. Anh thì không giỏi địa lý nên duy nhất chỉ nhìn được mọi hướng em là hay. Em là ai trong giấc mộng ngàn? Tiên nữ dáng trần có phải không nàng? Tìm đâu ra cô gái thánh thiện còn trong sáng. Để được bên em vào biển lửa anh cũng không màng. Đắp em ngày mỗi đêm ngoài anh thì đâu ai. Mong rằng sau này tình mình sẽ lâu phai. Bằng lòng đi em anh sẽ mua cả lâu đài. Con đàn cháu đống hai đứa mình sống lâu dài.